Dạ hello, em Trần Anh gửi lời chào đến toàn thể tất cả anh chị nha. Sáng ngày nay Trần Anh vừa về một con Lanos nè. Thế ạ, con này Lanos sản xuất năm 2003. Đây là dòng xe tập chạy tập lái đến với tay người tiêu dùng nha. Bản số 98A 14994. Xe này rút hồ sơ được anh chị nha, ký giấy được nha. Trang bị trên con xe là màn hình cam dê. Có dòng xe tập chạy tập lái đến với tay người tiêu dùng đó. Phong dáng biểu tượng Daegu nè, cụm đèn nguyên bản theo con xe đây ạ. Đây là cụm đèn rim nhé, không có dấu hiệu là thay thế luôn. Xe có mấy chục triệu à, xe của bắp tập chạy tập lái nhé. Là phong dáng anh chị coi nè, trải nghiệm cùng với Trần Anh đi Đồng Sơn của con xe này nhé. Đó phong dáng đây, bốn vỏ mới anh chị nha. Đây nè, bốn vỏ nè, vỏ sau thì còn được 80%. Đồng Sơn cái này mâm sắt đã ốp chụp mâm hết toàn diện rồi. Bốn cánh cửa rất là liền, không có dấu hiệu là cứng đụng hoặc tông ve nhé. Đó, chỉ có khoảng cách giữa những cái cửa chạy nè, rất là đều nha anh chị nha. Đó, phong dáng đây nè. Nè, vỏ trước nè anh chị ạ. Vỏ trước thì mòn rồi nha, vỏ trước còn có 40% mà. Xe có sao báo vậy nha. Ốp chụp mâm nè. Con này bên em là đưa qua công nghệ xử lý, làm đẹp toàn diện trên con xe rồi. Xe bây giờ không có một vết trời luôn, rất là liền làng. Đó, hôm nay Trần Anh tập kết về xe rất là nhiều anh chị ạ. Tha hồ cho anh chị chọn nha. Li Fan nè, Li Fan Trung Quốc em cũng có nè, anh chị thích dòng Li Fan đó thì Trần Anh bán rồi nha, nó rẻ bèo luôn. Ở Đồng Sơn phong dáng của con xe đây nè anh chị coi nè. Đó, trang bị cụm đèn nè, cụm đèn là cụm đèn rim cho xe nhá. Ở dưới là tích hợp chủ nhà trang bị đèn gầm nè anh chị coi nè, đèn đờ mi đèn gầm đầy đủ trên con xe rồi. Đó, mua về là chạy thôi, biểu tượng của Daegu nè anh chị coi nè. Đây là nắp capo nè anh chị coi, những cái sóng gương chạy trên nắp capo nè, rất là đều, không có dấu hiệu là cứng đụng hoặc tác động tông va va quẹt nhá. Đây là cụm đèn rim nè anh chị coi nè, chất nụi luôn. Cái đèn này đi tẩy rửa 4.0 công nghệ cao, nó nước nó bị hầm vào trong đây luôn nè. Cái này cho anh sấy chưa nha. Đó anh chị coi những sóng gân chạy trên con xe nè. Đó dòng xe cùi bắp thôi gì thấy chưa, nhưng mà rất là đẹp. Con này đăng kiểm tháng 3 năm 2020. Xe này đã dọn được hết rồi nha anh chị nha, Trần Anh cũng đã dọn rồi, dọn thì nó mới đẹp được nha anh chị nha. Đó phong dáng của em nó đây, một quần trắng ngọc trinh, rất là nhẹ nhàng trong cuộc sống, dễ thương đẹp gái đây ạ. À, vỏ trước nè, vỏ trước hai vỏ trước mòn rồi nè, hai vỏ trước còn có 40% nè. Xe có sao báo dậy, mâm sắt ốp chụp mâm Đồng Sơn đẹp, có máy lạnh, có nhạc nhóm đầy đủ, không thiếu cái gì ạ. Mua về là chở gia đình đi chơi đi du lịch thôi. Đăng kiểm đến tháng 3 năm 2020, ngày 22 tháng 3 anh chị nha, tức là còn hơn một tháng nữa anh chị. Là đó, trên trên phần nóc của con xe nè, anh chị thấy nóc của xe không, rất là mới luôn. Đây ạ, à, là phong dáng của em nó đây, bốn vỏ nè. Đây là vỏ này cũng mòn luôn rồi nha, ba vỏ còn mòn 50%, một vỏ được 80% nha. Nó xe tình trạng có sao báo gì luôn, rất là liền anh chị thấy không. Cái vỏ không quan trọng đâu, cái vỏ thích thì bỏ ra mấy trăm ngàn mua cái vỏ sạc thay thôi. Thích hợp là về che mưa bốn cánh, dán phim cách nhiệt hết toàn diện trên con xe rồi. Đây là trải nghiệm cùng với Trần Anh nè. Anh chị coi phần táp bi nè, táp bi đẹp thì thôi rồi luôn. Đây nè, phần táp bi anh chị coi nè, chạy nè, chủ nhà chạy giữ kỹ nè, những cái vân gai nè anh chị thấy không, không có dấu hiệu là hao mòn hoặc thay thế luôn nhá. Đó những cái vân gai nè. Đây là bản SX đời 2003 anh chị nha, một sản phẩm rẻ tiền tập chạy tập lái đến với tay người tiêu dùng. Đây là khóa nè anh chị coi nè, đó từ cái cùng khóa còn rất mới nè, chắc chủ nhà mới thay nhìn là biết rồi. Đó phong dáng đây anh chị ạ. Đây là những cái phần táp bi trên cửa phụ nè, những cái vân gai nè, không có dấu hiệu bị mài mờ luôn nhá. Đó phần táp lô là anh chị coi là rin hết. Ghế ở trong tích hợp là chủ nhà bọc cho em nó một cái bộ ghế màu vàng anh chị nha. Là trang bị nè anh chị coi nè, màn hình cam dê có nha, trang bị một cái đầu Toyota của con Innova đây nè, con số là những cái vân gai trên vô lăng nè. Đây là cùng trải nghiệm với Trần Anh nè, những cái vân gai trên vô lăng nè anh chị không, không có dấu hiệu bị mài mờ luôn. Đó coi chiếc xe nè, đó anh chị thấy không, đây nè những cái vân gai nè anh chị coi nè, xin hết. Đó trên vô lăng anh chị xem kỹ cho Trần Anh nhé. Đó anh chị thấy không, những cái vân gai đó đây nè, còi nè rất là nhạy, trợ lực lái rất là nhẹ nha. Đây nè, đó đây là phần táp lô từ một cụm ở trên xuống nè, không có dấu hiệu là bị đục khoét hoặc mắc vít nha, xin nguyên theo xe hết.
có ghế là chủ nhà đã bọc lại rồi nha anh chị nha. Đó, bọc lại một cái ghế màu vàng. Tapi nè, tapi xen kẽ là bọc màu vàng luôn anh chị nha. Con này bạn FX nha, con này là bạn đủ luôn anh chị ạ. Đó, phần tắp lô nè, anh chị có keo chỉ nè. Cái dòng này thì không thể đòi hỏi kỹ hơn được đâu ạ, tại vì dòng tập chạy tập lái mà. Keo chỉ trong nách nè, vẫn còn nguyên nè, đó anh chị thấy không. Tem móc bảy màu của ti ti cửa nè, còn nguyên zin hết nhá. Đó, dòng xe cùi bắp, bốn cánh đẹp như nhau ạ anh chị ạ. Coi nè anh chị ạ, coi keo chỉ rin của xe nè, không có dấu hiệu là chạy chỉ lại nhá. Xe nếu mà có như thế nào thì chừng anh báo chuẩn với anh chị như vậy nhá, để mất công anh chị lên coi xe đỡ phải bị mất lòng nhau. Con Luvira sáng nay chừng anh vừa bán rồi nhá, đẳng cấp là thương hiệu là có một uy tín anh chị ạ. Đây là phần tapi nè anh chị coi nè, zin hết đó chị, là tapi đó, những cái vân gai nè, không dấu hiệu bị mài mờ nhá. Đây nè, tay nắm là bạn ít nè, tay nắm nè, những cái vân gai nè, zin hết trước kính bấm, sau là quay tay vượt may sẽ luôn tìm đến. Đây là anh chị ạ, tay móc bảy màu này của ti cửa nè anh chị coi nè, nè coi keo chỉ từ trên xuống nhá. Đó, bốn cánh nó đẹp y chang như nhau luôn anh chị thấy chưa, không dưới hiện là tông vai hoặc cứng đột. Xe này rút hồ sơ ok, tay móc bảy màu dưới chân ghế nè, còn nguyên bản luôn. Sàn là sàn nỉ anh chị nha, đây nè sàn nỉ, đây là nó là sàn nỉ nè anh chị thấy không. Đây là chừng anh quay cho anh chị coi nè, đó đây là sàn nỉ nè, con la nót này là sàn nỉ nha, bọc một lớp da bên ngoài rồi. Đây là phong dáng ghế sau nè, đó phần tapi nè anh chị coi nè, bốn cánh tapi đẹp như nhau anh chị nha, ghế đã bọc lại hết rồi, rất là sạch sẽ, không có dấu hiệu rách hay mục. Đó, dòng xe của bác thôi có mấy chục triệu à, đến với tay người tiêu dùng. Nỉ phía sau là anh chị coi nè, đó nỉ nguyên bản là hai cặp loa nè, nguyên bản là xe zin từ A đến Z. Đây nè anh chị à, những sóng lường đây nè. Xe này chừng anh xin thông báo có sao nói vậy nha, hết sơn rin rồi, sơn lại cả con rồi, bằng cho nó em nó một cái màu trắng ngọc trinh rất là dễ thương. Những sóng lường là không dấu hiệu bị tác động tung ve hoặc bị dập nhá. Đó, chất xe tập chạy tập lái nó chỉ như vậy thôi, đẹp là được, đẹp không cứng đụng, máy êm chất ok. Đó, chất đóng cửa nè rất là liền. Đó, phong dáng đây nè, trải nghiệm cùng với Trường Anh đi vô phần nội thất của con xe nhé. Đây nè, nội thất của em ở đây. Đây là tấm bi nè anh chị coi nè, bốn cánh tấm bi nè, zin hết toàn tập, keo chỉ từ trên xuống nè anh chị coi nè. Đó, từ trên xuống là không mất phần nào nha, bốn cánh đẹp như nhau. Dưới đây nó có bị mất một xíu nè, xe có xe báo gì luôn nha. Đây nè, nó mất cỡ tầm 20 phân chỉ, qua thời gian nó rụt nha. Đó, đây là những sóng dập nè, không tác động một tông ve luôn. Tapi nè anh chị coi nè, những cái vân gai nè, rin nguyên hết, không dưới bị mày mòn. Đây nè, đúng chỉnh gương nè, còn nguyên bản nè, bốn cánh trên điện nghe, quên hai cánh trên điện nha, cốp sau nè. Đây là anh chị ạ, đồ nó còn rin nè, cốp sau nè, mở nè, lên nè, đó chị không, vô lăng nó rin đẹp. Xe rất là chất luôn, mua về là chạy thôi nhá. Đó, đẹp thôi rồi luôn. Đây ạ, cùng với chúng anh trải nghiệm nhé. Đây nè, đó, đề phát là xe anh nổ máy rồi. Con này bạn đủ nha, báo tua, báo km, báo xăng, báo nhiệt, báo thắng tay nè, còn nguyên bản là hệ thắng tay nè. Đó chị thấy không, xe trên đồng hồ không có xíu lỗi luôn. Máy móc đang hoạt động nè. Em đẹp lên 6 vòng vòng luôn chị thấy không. Đây là vô lăng nè anh chị coi nè, vô lăng là những cái vân gai nè, không dấu hiệu bị mài mờ nhá. Xem kỹ cho Trần Anh từ cái vân gai nhá. Đó, coi xe là anh chị coi xe chạy ít hay chạy nhiều, xe đẹp hay xe xấu, để nhìn vô Trần Anh phần toàn bộ phần nội thất, tapi, tắp lô nhá. Mấy cái dòng này thì không có thể là thay đâu anh chị ạ, tại vì có mấy chục triệu à, ai mà đi thay vô lăng, ai mà đi thay tapi, tắp lô, đúng không anh chị. Đó, nếu đúng Trần Anh nói đúng cho Trần Anh một like, dòng xe tập chạy thôi. Đó, rất là liền là anh chị thấy không, đẹp lắm, kèo cột là nguyên bản theo xe nhá, zin từ A đến Z. Trần là trần nỉ anh chị ạ, đó trần là trần nỉ nè, đèn nè không thiếu một cái gì nè, đó nỉ nguyên rin hết nhá, trần đó quay một vòng thôi. Trang bị là màn hình cam de, đây là cái
cam dê là anh chị, để cho anh test cho anh chị coi nè. Là cam dê nè, đó cam dê nè, có luôn nha anh chị nhá. Nhạc nhóm đầy đủ, không thiếu cái gì. Mua về là chuẩn sử dụng. Thích hợp là trên đây là USB để cắm là nghe nhạc nè. Đây nè. Đóng máy lạnh lạnh quá. Nguyên bản là báo một cái đồng hồ báo giờ nè, còn nguyên rin nhá, đồng hồ báo giờ nè. Còn nguyên bản theo xe luôn anh chị ạ. Họ máy lạnh đang mở rồi nè. Nổ cực êm luôn. Tẩu sạc thuốc nè. Còn nguyên rin nè anh chị ạ. Tẩu sạc thuốc nè. Đó, tẩu sạc thuốc nè. Đầy đủ hết rồi. Con này chưa có đĩa. Song kiến con này hoạt động nè anh chị coi nè. Đó, song kiến rồi, đang hoạt động hết nhé. Dàn nóng dàn lạnh đây nè. Máy lạnh nè. Đó, máy lạnh nè anh chị ạ. Mở phải có máy lạnh rồi nè. Anh chị thấy không? Trợ lực lái ngồi một chỗ đó, xoay lăng rất là nhầy nè. Đó, ngồi một chỗ đó, xoay lăng đó. Xin hết trên phần tắp lô là chị coi nè. Đó, trên phần tắp lô của em nó đây. Xin nguyên hết nha. Là một cụm nó xuống nè. Trang bị là lóc khóa mở cửa tự động từ xe đây nè anh chị ạ. Đó, lóc khóa mở cửa tự động từ xe hết rồi. Con này mua về là chạy thôi. Đèn coi đầy đủ, không thiếu cái gì. Bốn cánh chính điện là rất, hai cánh chính điện là rất là nhẹ nhàng là đó, chị thấy chính điện không? Đây nè. Đó, cho anh quay cho anh chị coi chính điện nè. Nó rất là mượt mà luôn. Đây nè. Anh chị coi nè, phần bên tài nè. Là phần bên tài nè anh chị coi nè. Đó, keo chỉ trong nách bên tài nè. Không mất phân nào nha, chị thấy chỉ không? Chỉ nè. Đó, keo chỉ trong nách nè. Không mất một phân nào nhá. Ở đây nó mất cái ti cửa rồi nè. Ở đây nè, mất cái ti cửa rồi. Có sao nói vậy. Sống thẳng nhá. Thà xe có sao mình cứ nói thẳng ra như vậy. Đó, chất xe đẹp anh chị nha. Anh chị có đèn nè. Đèn đóm nè. Chủ nhà là tích hợp trang bị đèn led rồi nha. Đây nè, anh chị thấy cùng đèn led màu trắng không? Đó, cùng đèn led màu trắng là đèn gầm nè. Màu trắng luôn nè. Đây nó hơi bị vô nước tí xíu. Đây là trải nghiệm cùng Trần Anh với cái chất máy nha. Máy là siêu đẹp luôn. Đó, chị thấy máy không? Máy hơi bị trâu. Đây là Trần Anh chống lên, Trần Anh quay chi tiết cho anh chị xem. Đây là phần máy con xe nè. Con này 1, 2, 3, 4. Máy 1.5 7 lít trên 100 km. Máy đã hoạt động nè. Nổ cực êm nhé. Sau khi Trường Anh là đưa qua tẩy rửa hoàn toàn con xe rồi đó. Giờ phần máy rất là chất, đây là cổ xăng nè. Không có một xíu là đổ hơi nhé. Bây giờ mở con ra luôn. Cũng quá. Ra chị coi nè. Máy nè. Rất là khô, không có một xíu độ hơi luôn. Mua về là chạy thôi. Xe này còn đi mới đi tẩy rửa xong. Anh chị coi những trụ cột nè, đúng cao su nè, nguyên bản theo trụ nhá, không dưới hiệu bị đâm va xô trụ luôn. Đây nè, hộp của chị chỉ dẫn nè, nguyên rin hết từ anh Z nhá. Đó, sóng dằn nè, sóng dằn của em xe nè. Cho anh xin thông báo nha, xe này hết sơn rin rồi, sơn lại cả con rồi. Ở trong là còn sơn rin nè, riêng trong phần máy là sơn rin hết nhá. Đó, máy đang hoạt động nè. Sóng lường của hai bên là không có bị giật khóe nè. Tấn đụng là không có nhá. Đó, kèo cột còn đẹp như nhau nè anh chị ạ. Nỉ nè anh chị, coi nỉ nè. Đó, anh chị thấy nỉ không? Đây là những cái đinh bấm nhựa là nguyên bản ở nhà sản xuất nè. Còn nguyên rin hết nè. Chị xem kỹ cho Trần Anh nhé. Đó, nắp capo nè, keo chỉ là không mất phân nào nha. Trên nắp capo chị coi nè. Đó, keo chỉ qua thời gian 5 tháng nó già đi, nó rụt đi nha. Đó, xin hết à. Máy chạy cực chất luôn, cực đẹp. Đây nè, qua thời gian 5 tháng nó có bị rụng keo chỉ này ở đây nhá. Đó, nó rụng có một khúc thôi. Rụng cỡ 40 phân, 50 phân. Đây nè, còn đây là chỉ nè, chỉ rin nè, anh chị coi nè. Không có dấu hiệu tác động tung ve luôn. Che già thì măng mọc ạ. Che già rồi, rụng hết chỉ rồi. Còn một hai con, một hai chỗ nó rụng chỉ thôi. Máy móc nổ cực chất nè, test cho anh chị coi phần máy nhá. Đây nè.
lên ghe nào là chất cái đó nhá. Un luôn luôn luôn. Máy cực chất luôn. Hơi cực kính luôn. Máy chưa có dưới là bung máy luôn nè anh chị coi nè. Máy rất là khô ráo rồi, không dưới là bung máy luôn nha. Đó, coi là xài 4 máy nha. Đây là anh chị coi nè, từng cái con tán là chưa có dưới là khui ra chỉnh chỉnh mặt filet luôn nha. Đó, xin hết. Mua về là sử dụng thôi nè, những cái con tán nè, không có dưới là khui ra làm lại luôn nha. Đó, chiếc xe đó. Cọp chưa? Quá cọp. Đây nè, cùng với cho anh trải nghiệm phần gầm nè. Em cũng chưa biết phần gầm con xe này như thế nào luôn nhá. Tại sáng nay vừa mới tẩy rửa xong, alo Trần Anh ra đây, Trần Anh lấy xe, Trần Anh ra, Trần Anh quay trực tiếp cho anh chị xem nè. Đây đây là phần gầm của con xe đây nè. Để cho anh chỉnh phần gầm nè. Đây là anh chị coi phần gầm của xe em xe nhá. Trần Anh chưa biết cái gầm nó như thế nào luôn á. Đây nè, trước tiên nè, nhìn vào những cái đinh bấm này thôi nè là biết cái chiếc gầm ở đẹp hay không nhá. Đó, rồi anh chị xem nè. Đó, chị thấy chưa? Đó, chị thấy cái gầm chưa? Đó, gầm thì không có chỗ nào mục mọt đâu nha. Những cái sóng dập ở trong gầm nó còn nguyên vẹn hết. Đây là rè, rè là rất là nhẹ nhàng cho chị coi nè. Không rè nhanh nhá, không bù á. Đó, thấy gầm chưa? Không có một số mục mọt nhá. Nguyên hết đó chị ạ. Mua về là việc sử dụng thôi. Đó, chiếc gầm đó. Đây là cốp sau nè, trải nghiệm cùng Trần Anh coi phần cốp sau của con xe nhé. Đây là cốp sau nè. Mở cốp là cần anten nè. Cần anten còn riêng cho xe luôn nè, chỉ có cần anten nè. Là những sóng lường nè, keo chỉ nè. Không có dấu hiệu tác động mà rụng luôn nha. Đó, phần sau cốp nè. Đây là anh chị coi phần keo chỉ nè. Xe của bắp, tập chạy đập lái đó anh chị. Đó, keo chỉ này thời gian nó muốn rụt mà nó nứt ra hết rồi anh chị không? Chỉ rin đó. Nè, những sóng dập nè. Đó, đẹp len keng luôn. Nỉ nè, phía trong sàn nè. Sạch sẽ nhá. Trần Anh mua một con xe về nó không có đẹp như vậy đâu nha. Mua một con xe về Trần Anh cũng phải dọn lên nó mới đẹp như vậy. Nè, hộp đèn nguyên bản đầu xe, những cái đinh bấm nè. Những đinh bấm nhựa nè anh chị coi nè. Zin nguyên từ anh nhá. Đó, zin hết. Đây nè. Bỏ đồ Sico nè. Chống mục gầm hết rồi nha. Chủ nhà quét ceramic chống mục gầm hết rồi anh chị coi nè. Đó, chị thấy không? Gầm bề có chỗ nào mục không? Đồi vỏ đầy đủ theo xe hết rồi. Mua về là chạy thôi. Đây nè. Đó, vỏ Sico phía sau nè. Không có một xíu mục anh chị nha. Nhìn kỹ em cho Trần Anh nha. Đó, chất xe đó. Chất xe đẹp đến với tay người tiêu dùng nha. Tiền nào của nó mấy chục triệu thôi. Sở hữu được con la nó tập chạy tập lái. Em nó bật cái bộ áo màu trắng ngọc trinh. Em nó sinh năm 1203 anh chị nhé. Đó, em nó họ FX bản đủ, LX là bản thiếu nha anh chị, nhớ cho Trần Anh nha. LX là bản thiếu, FX là bản đủ nha. Anh chị muốn sở hữu con xe cỏ này thì cứ alo trực tiếp cho Trần Anh. Xíu Trần Anh sẽ đăng thật là nhiều xe nữa. Đây này, em về con Lifan nè. Đây là con Lifan có mấy chục triệu anh chị ạ. Đây nè, con Lifan là có mấy chục triệu thôi. Chạy siêu châu luôn. Đây, con xe này đi chạy lấy từ Đồng Nai về á. Chạy thôi rồi luôn. Rồi, lắp cửa rồi. Đây nè anh chị coi nè. Đó, dòng xe Lifan. Dòng xe tập đoàn 367 nha. Hay là cụm nè. Cụm tập đoàn 367 nè. Đó, đây xe Trung Quốc. Có sao nói vậy nha. Đó, xe Trung Quốc là nó xe Trung Quốc. Đang để đây cho dọn luôn. Có mấy chục triệu thôi là sở hữu được em nó rồi. Nó ghế ở trong rất là sạch sẽ. Con này 1.6 mức độ tiêu hao nhiên liệu, con này nó nằm tầm 7-8 lít gì đó. Đó, dòng xe Trung Quốc thôi, thì chạy tập lái thôi. Để em dọn xong em sẽ đăng clip chi tiết con Lifan này cho anh chị coi nha. Đó, phong dáng con Lifan nè. Nó đi một vòng Lùng Sơn thôi. Em dọn đã. Xe này có một hai chỗ chầy xước tè lè, nhìn thấy gớm. Đây nè, xe có xe quay thẳng quay chuẩn nè, không ngại nhá. Riêng xe Trần Anh quay cái lúc mà Trần Anh chưa làm cơ. Rồi đến lúc nó làm nó khác nhau một trời một vực nhá. Đây nè, sơn nè, thì chóc ra hết rồi hả anh chị ha. Đó, quay kỹ cho anh chị coi sơn nè.
chóc ra hết rồi. Dầm lại kẹn trước nha, kẹn trước là buộc là phải dầm lại rồi nè. Đó, chị thấy sơn không? Chóc ra hết rồi, dầm kẹn lại. Bên đây nó bị hở nè, về phải chỉnh lại nha. Con này đăng kiểm tháng 2 năm 2020 hết đăng kiểm rồi. Đây là xe cọp của Trần Anh nè, Eco Sport nè, phiên bản Titanium. Đây là dòng phiên bản đặc biệt nha. Con này thì Trần Anh lên full đồ chơi rồi, chẳng còn thiếu cái gì nữa. Chạy cực sướng, số tự động, lên bộ tem, rất là cá tính luôn. Ở hai bên nè, bốn vỏ là mới 95%, đồng sơn sơn rin phủ cả con nha. Có một hai chỗ là sơn dầm mà rất nhỏ, không đáng kể. Ốp inox hết toàn bộ nè, vô full đồ chơi nè, anh chị coi nè, ở cản sau nè, dán carbon hết toàn diện rồi. Với hai bên lường nè, anh chị coi hai bên lường nè, đó, hai bên lường xe Trần Anh dán carbon hết toàn diện những con xe này nhá. Eco Sport đó anh chị, xe công vụ của Trần Anh đó. Một dòng xe thương hiệu đến từ Mỹ nha. Đây nè, biểu tượng của Ford này, Eco Sport nè, phiên bản Titanium nha. Đây ạ. Trần Anh ô tô Đà Lạt Lâm Đồng, phong cách người sử dụng, số điện thoại của em, comment cho em nhé và cho em một like. Nếu mà anh chị ủng hộ cho kênh YouTube của em nhé, nhớ đăng ký kênh để được nhận được thật là nhiều xe giá cả hợp lý đến với tay người tiêu dùng. Cảm biến ve nè, dán carbon hết toàn diện là phiên bản Titanium nè. Ốp đèn sau nè, mở cốp hông thông minh nè. Xe này Trần Anh đã đăng clip rất là chi tiết rồi. Đó là một chiếc xe đời cao, đời 2015, số tự động, máy 1.5 máy xăng, mức độ tiêu hao nhiên liệu nó nằm tầm 7 lít đến 8 lít, 8 lít nha, phải nói chuẩn. Riêng số tự động này là phải 8 lít trên 100 km. Có sao nó vậy? Trang bị được mâm rối nè, mạt tem trên mâm nè, mạt tem trên mâm còn nguyên bản nè anh chị coi nè. Zin hết nè, biểu tượng của Ford nè. Đây nè. Đó, dán toàn bộ carbon phía dưới rồi nha. Lên tem hết toàn bộ rồi, rất là đẹp. Đang đặt thêm một số đồ chơi nữa. Xi nhan trên gương chiếu hậu đầy đủ trên con xe hết. Mở cái phần nội thất ra chị coi là hết hồn luôn. Đây nè chị coi nè, sang chảnh như một ông hoàng. Riêng anh chị chạy con xe này, anh chị ngồi vô anh chị cảm giác nó như anh chị đang cưỡi một con robot khổng lồ vậy. Gầm cao bánh lớn, sông suối đồi núi đều vẹt vượt được hết nha. Đây là có hai số nè, một là số tự động, hai là số tay nha. Con này chuyển qua S là số tay anh chị nha. Đó, rin đét hết, từ ghế, tắp lô, tắp bi lên full đồ chơi màn hình Android, định vị wifi, chỉ đường, xin hết anh chị ạ. Đó, không một xíu cứng đụng nha. Máy móc và tem móc 7 màu, còn nguyên bản bảo hành định kỳ theo hãng của con Ford, con Sport nè. Lên đồ chơi hết toàn bộ rồi. Lót sàn cho anh cũng lên đây nè, từng cái lót sàn em lên hết nha. Riêng xe của Trần Anh đi công vụ là Trần Anh rất là kỹ. Trần Anh vừa chạy vừa bán nha. Anh chị nào mua thì cứ liên hệ cho Trần Anh ô tô, cửa sờ nóc, trang bị nè. Cửa sờ nóc là chỉ mở nút một nhấn thông minh, em nó sẽ tự động mở ra nhé. Vừng ơi mở ra. Đó, đây ạ. À. Để cho anh test cho anh chị coi. Nè, cốp sau nè, phần ghế phía sau nè. Đó anh chị thấy không? Ghế phía sau đẹp lắm. Có nội thất đó, mới lắm, con này mới 90% luôn à. Zin hết toàn tập anh chị nha. Đó, chân nỉ tích hợp hai bộ đèn phía sau nè. Anh chị coi chiếc xe 400 mấy chục triệu rồi, nhìn nó khác. Đẹp hẳn luôn. Nè. Vô toàn bộ đồ chơi hết rồi, keo chỉ trong nách nè. Rin nguyên con luôn. Trang bị được bình bùng thứ khí trên con xe, lót sàn nè. Lót sàn thay lót sàn mới luôn, Eco Sport nè. Vô full đồ chơi hết rồi, bộ ghế nè. Bộ ghế là rất là dày nha, ghế rin nguyên bản, dây đan toàn nguyên rin hết. Nó sẽ cọp anh chị. Mua thì cứ alo trực tiếp cho Trần Anh, Trần Anh bán luôn nha. Vừa chạy vừa bán. Xe này em lấy từ salon ra em chạy. Trần Anh đại diện cho tổng công ty salon ô tô miền Nam chi nhánh 1, chi nhánh 2, đứng ra bán hàng, quản lý toàn diện toàn bộ xe ở trung tâm thành phố Lộc Tỉnh Lâm Đồng nhé. Đó. Phong dáng đây nè. Rất là đẹp. Trước là biểu tượng của Ford là dán chữ Discovery nè. 60E24346, xe dính chủ, mua rút hồ sơ một rút nhạc. Đó, lên full đồ chơi hết rồi, cản trước nè, ốp inox toàn bộ hết rồi. Đăng kiểm tháng 4 năm 2021. Đó, phong xe sơn rin phụ cả con anh chị nha. Không một vết trời cùng đèn nè. Mới nguyên bản theo xe luôn. Xe này anh chị không mua, chị mua xe gì? Riêng xe cọp của Trần Anh lấy ra, Trần Anh chạy là anh chị biết rồi. Đẳng cấp vượt trội pro nha. Một lần nữa Trần Anh xin cảm ơn ạ. Trần Anh chúc toàn thể tất cả anh chị có được nhiều niềm vui trong cuộc sống và hạnh phúc bên gia đình nhé. Em xin kết thúc tại đây ạ.